thức, còn đơn điệu. Rồi, một con tiếp tục. Đối tượng thị trường chưa rõ. Trao đổi với phóng viên Quảng Trị Online cách đây ít ngày, ông Nguyễn Hồng Phương, phó giám đốc Sở Nông nghiệp Melodia. Bóng đèn còn sáng luôn nha. Bóng hình sáng đài đẹp luôn. Tính tự phát chưa bài bản. Rõ quá rõ luôn nha. Thiếu bền vững. Con này như là mình còn giống y một ngôi đèn là mình còn tầm 2 tới 3 con. Đặc biệt chưa có mô hình phát. Có rất đời thường trong cuộc sống. Muôn màu muôn vẻ nhưng tất cả tất là rồi ra sao nha. Quay một vòng cho anh em xem. Rút cái antenna luôn nha. Phải rút, phải có antenna nha anh em, kéo như là này. Rút ra là mất nha, mất tiếng. Rít xẹp. Vô anh. Hôm nay còn catalo luôn nè anh em ơi. Còn miếng giấy ra sao đây. Hướng dẫn sử dụng. Đẹp kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ôi già rớt cái phê trong đó luôn quá. Thôi chút mà chịu khó mơ giờ sao. Tại tháo ra cho anh em coi cấu hình luôn nè. Rồi. Con này anh em lên Google cái chữ đó nha. Grace. Tuyệt vời. Tiếng Anh này dịch ra tuyệt vời. Melodia 4R-218 là nó ra ngay. Có ra được anh này, có đi giặt giặt có ra được rồi. Được được. Được con này chua vậy chưa. Để muốn cho anh em coi luôn khỏi mất công phải không. Không thôi vừa vừa thôi anh. Ok chưa. Đúng là bác sĩ rơi vô có khác thôi. Anh em thông cảm nha. Đây là anh này anh làm điều dưỡng thôi. Rồi được anh được rồi. Kêu nhẹ ra là được. Nhất chứ hả. Phải dịu dàng. Sờn đúng chỗ. Sờn đúng chỗ đúng rồi. Thôi bị cứng anh em ơi. Ui giời. Này này ra thứ anh. Còn không thì dạch từ ngõ đây ra được không. Đây mất con này mới mơ. Đâu. Qua trời qua đất đây. Ui cha cái lon đó này anh em. Cái đây nó xe cua một cái gì trong đây này. Mình cái đó chắc là cái gì ta. Đây sơ đồ bóng đây. Để coi thứ ơi cái là nó ghi cái gì. Con này xài L84 luôn này. Con này rin là 100% nha. Bát mít chép. Cùng một thương hiệu luôn kìa. Bát là 25 nha. Anh em muốn làm monoblock thì mình sẽ kiếm một con y chang như vậy cho anh em luôn. Không khác một cái gì hết. 2 phút mấy, 3 phút rồi. Này linh kiện của nó luôn này thấy không. Nó này mà nó bị trục rạc là gần như mình là mình không bao giờ mình có khả năng sửa được nha anh em. Chỉ có thợ mà chuyên sửa ra điều bóng đèn. Anh nói sơ ở đây, có cái mít đây. Nó chạy lên đây là nó thông ra mấy cái lỗ này nha nè. Cái tiếng nó sẽ xịt ra chỗ đây này. Đó. Anh em nếu để ý nha. Ở trong này nó giống như cái lưới anh em nó xịt ra. Tiếng mít đây này. Cái lo mít đó nó mắc song song với cái lo bát. Còn cái lo trép thì đương nhiên chắc nó qua một cái tụ hay cái phân tầng nhỏ nhỏ thì nó cán lại nha. Còn thằng mít thì nó vô song song luôn với thằng lo bát này luôn. Ok chưa? Tại vì mấy con này nó không có cái cửa sổ bên đây thì đó anh em để ý thì cái lo mít nó sẽ đưa lên đây. Ok chưa? Rồi mình xuống nha anh em ơi. Lên những món khác này nha.